sách trước ăn sau con. Ba. Gì Đen con? Nè. Chiều ba tự đi mua cơm ăn nha. Hôm nay con có nấu á. Bà có đời nào mà nấu cơm cho ba ăn đâu. Vậy thôi mà nghĩ sao mà đưa ba tiền vậy? Mà đưa ba 50.000 bạc mà thấy được hả? Thì để nhà ba thèm. Để cái gì? Tiền bạc bây giờ mà biết khó kiếm lắm không? Đưa 50 cũng xài gì hết. Thật ghê nè. Ba lấy 20.000 ra mua cơm sườn đi ba. Vậy là dư rồi đó. Tính gì? Để nhiều tiền nhà đi rồi ba thèm cái gì ba tự ba mua ba. Đi ra đường nữa hả? Thôi khỏi ra đường đi ba. Ra mất đồ mất công lắm thôi nè. Ba ăn đỡ cái đó đi. Rồi lát vợ chồng tụi con coi có gì được rồi mua về ba ăn sao? Vậy đi. Không sao ba đi cũng được mà. Dạ. Hai con uống nước đi. Dạ, cảm ơn ba. Mệt. Gì con? Ba à, nước bỏ vô tủ lạnh á nhớ nấu. Nước sống uống đau bụng chết luôn gì đó. Bữa nay ba có nấu mà. Vậy con hôm qua. Hôm qua ba cũng. Hôm qua ba quên. Nghe không? Trả lời xuống đuôi. Quên hả ba? Ba thấy con không? Con nói không phải ăn khen ba chứ sao dạo này ba thấy ba quên hoài vậy ba? Trong khi con là bao nhiêu con việc lớp nào đi làm này làm nọ đủ thứ chuyện con có quên chuyện gì đâu. Cơm ba vẫn ăn đều đều phải không? Ngày nào cũng có lo cơm nhưng ba có quên đâu. Mỗi cái chuyện ba nấu nước tụi con ba quên ba thấy ba ác với tụi con không? Trời nó không phải nghe chứ. Gì? Bây giờ đi làm cơ. Đang chủ ý hứng mà ba làm gì? Nghe mà được không? Thôi vậy thôi ba ở nhà. Ba ở nhà ba ăn cơm đi rồi tụi con mua về cho ba sao? Đi. À con ơi, tao có chuyện này tính nói nè. Cái kiếm lão của ba đó, dạ. Nó bị rớt bể. Ba đọc sách không được. Không mấy con mua cho ba cái kiếm mới. Với lại sẵn mấy tuần nay ba ở nhà buồn quá. Hai con thu xếp để chở ba đi dạo phố được không? Dạo này tụi con làm ăn bận rộn lắm, không có thời gian đâu. Thời gian để đi kiếm tiền mà ba. Không có rảnh đi chơi. Cái chuyện cái kiếm rồi ông kìa, cái gì cái kiến kìa. Bán qua cho tôi đó hả? Bởi vậy bà này. Mà bà làm sao bà kiến như vậy? Thôi bây giờ vậy đi. Con thì mà tính về cho nó gọn nè. Bà nhớ cái kiến cũ của tôi chở không? Cái kiến mà nó mẻ hết bên góc dưới này nó hơi bị bể đây nè. Cái trồng nó còn tốt lắm. Con mới xài 2 năm mà ba mặt con xài loại tốt mà. Bà lấy bà đeo đỡ đi. Con kiến cậm. Thì bà cứ coi như kiến lão bà giờ mà cũng thấy miễn thấy chữ được rồi. Ừ đúng hay không? Là ba đeo đi, ha, ba nhìn sát sát vô là ba cũng thấy chữ rồi ha ba ha. Rồi vậy đi bà nhiều quá trễ giờ rồi. Rồi lẹ. Thôi vậy đi ba. Gì nữa? Chìa khóa nhà đâu? Sao vậy? Trời đất ơi khóa cửa nhà chứ trời ơi hỏi cái gì? Ba ở trong nhà mà. Ba ở trong nhà gì? Bây giờ lỡ ba mở cửa ba bước ra ngoài đi. Rồi ăn trộm nó ào vô sao? Nó bắt ba tôi không có nói. Mà đằng này nó ào cho nó hốt hết cái bộ bàn ghế này biết chừng nào tôi có tiền sắm được. Ba ưa nhà cần gì ba thọt ta là ba bắt hàng xóm chạy qua ba nhà tôi mua đồ. Vậy tính nha có phải không? Vậy đi nha ba. Đi. Con đi á. Vậy là nói người đi tay của. Bao nhiêu cũng được. À, thì lên ha.
Thôi vô đi, chỗ ông ngoài tôi đợi. Ủa, chỗ này thì ông nói đi chỗ Tương Má. Cái gì? Tương Má hồi nào? Tôi nói là cà phê Phượng Cát. Trời ơi, nói lý nhí trong miệng ai nghe. Đã vậy mình đeo con trang để tôi tưởng không trốn người ta. Trốn gì hết. Thôi vậy đâu? Bây giờ chở tới cà phê đi. Phượng Cát nha. À. Xa không? Cũng gần nha. Tôi tới đây nè. Quỷ à, sao bây giờ mới tới, tưởng ông không tới chứ. Trời ơi, cái thằng xe ôm nó chở chạy vòng mấy vòng mới vô đi được á. Làm gì bịt kính hay là ngộp không? Ngộp nhưng mà da nó trắng. Ngồi đi. Ông nói gì vậy? Ông nói là tôi tới rồi nè. Hả? Bà nói gì? Ông nói là tôi tới rồi nè. Còn bà nói gì? Tôi nói là tôi tưởng ông không tới. Nghe không? Nghe chứ đâu phải biết tôi không nghe. Trời ơi. Vậy mà cũng nói chi cho tôi hỏi lại. Thấy ông là biết ông tới đâu. Trời ơi, vậy ông hỏi chi phải trả lời chứ. Tôi mệt ông quá đi. Hôm qua về có bị phát hiện không? Tôi có chìa khóa sơ cua mà. Nghe. Tôi tưởng là tôi cứ sợ là ông không ra đường được không à. Nói chung là hôm qua về là con không phát hiện phải không? Nói về còn trễ hơn tôi đó mà, sao phát hiện được? Tôi thì cũng không sao. Còn ông? Đừng nói tôi hai người tỏ tình riêng lẻ nha. Bậy không à? Bậy bạ không? Tôi hỏi là hôm qua về con ông có phát hiện không? Còn con tôi hả? Ừ. Nó về trễ hơn tôi. Hay vậy quá. Nè, mình cứ hẹn như vậy hoài. Rủi có ngày nào tụi nó điện thoại đột xuất về thì sao? Ông hát ông nói á, ta mượn giấy viết đi, tôi đau họng quá hả? Tôi biết lúc nào tôi cũng đem theo mà. Cặp ông này là phải chuẩn bị. Vậy là kỹ càng nè. Nếu biết tôi vậy làm vậy là kỹ càng. Còn gì nữa nói viết là bị viêm họng luôn với ông vậy hả? Đọc hả? Viết cái gì? Trời ơi! Trời đất ơi! Đọc đi ông ơi. Cái này hay nè. Phát hiện không? Phát hiện ra rồi. Hiểu không? Hiểu. Bữa nay cho bà một cái bất ngờ luôn. Cái gì bất ngờ? Ông nhắm mắt lại đi. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, làm hồi hộp quá vậy. Tăng tăng tăng. Trời ơi, ông cầu hôn với bà hả? Nó nói là cầu hôn tôi nghe. Già rồi nghe. Ông đi dân qua cái này giờ mình già rồi có cầu hôn. Chứ cầu hôn cái gì ba? Cái này tôi là cái gì? Cái này là thăng 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 thăng. Trời ơi. Cái này là cái đồng hồ báo giờ đó. Ủa hôm qua chút xíu nữa là chết rồi. Ba đứa về trễ là coi như chết luôn rồi. Vậy hả? Bây giờ phải đem đồng hồ báo giờ này. Đúng giờ là mình giọt gì. Hay quá. Nước uống đi, nước uống em ơi. Khoan. Tôi thấy trước nhà mình có cái quán cà phê. Trước nhà ba đó mình. Hay là bắt đầu ngày mai á, mình dời ra đó đi. Rồi mình đem điện thoại ra, rủ tụi nó gọi về mình còn trở tay kịp. Hay thấy sao? Quá à. Ý kiến hay á. Ông thấy làm sao? Hỏi. Hả? Giết. Trời ơi, nói chuyện như này. Cổ tay lắm. U cha bây giờ mỏi miệng rồi tới mỏi tay luôn rồi nè. Đọc. Được không? Được không? Cho nước đi. Trời ơi. Đi
coi cho nước đi. Cho nước đi, bây giờ tôi nói nè. Hả? Ông có điện thoại, con nó điện thoại về á, cũng không sao, hiểu đúng, không? Đúng, đúng, đúng. Quyết định nha, ngày mai mình về đi điểm. Gì vậy? Tới giờ, tính tiền luôn, tính tiền. Rồi ông thử coi điện thoại ông có sống không? Trời đất ơi, muốn ngoại quốc mà sao có sống được? Cô chị có sống không? Đầy nhóc luôn. Nha. Yeah. Tao vui. Yeah. Qua phải không? Điện thoại đây ha. Ừ. Trời ơi sao nó không có số? Trời ơi, cái gì có số? Cái này là tối tâm nhất đó. Cái này là để nghe thôi. Còn điều mà chị muốn gọi á, về nhà để nhà bấm. Vậy hả? Ừ. Có nghĩa là ở bển mà reng một cái là bên đây ông bắt ông nghe đó. Ừ. Trời ơi đúng là đồ ngoại quốc ấy. Con mình tôi có. Cha đó, cái thằng cha thằng giờ này mà chưa tới nữa thấy không? Ừ. Hôm nay ông là trễ dữ vậy kìa. Ông không trễ thì đó ông trễ thôi. Hai ông không có bao giờ mà đúng giùm tôi cái hết á. Cái nào nói là trời ơi. Mới nhắc tới đi. Ông ngồi đây. Ngồi tôi nói chuyện cho ông biết. Ừ. Ông nghĩ làm sao mà hôm qua ông cài đồng hồ mà tôi vừa bước vô nhà là mới có 12 giờ trưa hả? Ừ, đúng rồi. Trời ơi là sao? Hả? Làm tôi hả? Không có chuyện gì mà cứ đi ra đi vào, hết đi ra đi vào rồi lại đi đưa vào đi ra. Cái gì? Chị nói gì? Hả? Cái gì? Đi ra đi vào lại đi vào đi ra. Trời đất ơi, đi ra nó đi va. Ông cũng vậy đó. Tháo hại tôi nhà không biết làm gì. Đi tới đi lui đi tùi đi lới à. Hả hả? Không đi lui đi tới. Hả? Là tôi liệu luôn. Ai ông nhìn hai đứa mình không? À, hai đứa bay nói vậy? Không có nghe. Giấy viết. Đầu quá, chuyện trong này sao ào tốt quá. Chuẩn bị giấy nhiều hơn nữa hả? Ừ, đang nói chuyện tới sáng. Trời, ba cái viết luôn á. Cũng xài loại mực nào cũng có. Ô, trời, nói chuyện với ông mà sợ, tốn giấy, tốn viết, tốn mực vậy. Thôi, họ viết ba chữ rồi, biết rồi. Ờ, rồi, ba chữ á, ba chữ đầu thôi đó. À, thì biết ba chữ đâu. Ừ. Viết cái đây. Trời đất ơi, tôi chết luôn. Trời, ông hành tôi dữ. Rồi, đọc đi. Sao? Yên tâm. Bị hôm qua là cái đồng hồ đó là mua rẻ quá, cài 4 giờ mà nó 12 giờ nó quất nó la ông sầm đầu. Bây giờ mua lại cái khác đâu. Yeah. Hôm qua mua có 20 ngàn. Bữa nay đổi luôn, cái đó nó bự khó xài quá. Mua cái nhỏ chút xíu vậy thôi, 200 ngàn. Trời đất ơi. Tiền đâu ông mua? Ừ. Tôi lưỡng của nó tôi cầm theo luôn. Trời ơi, nó mà biết được là chết nó nghe hả? À, nó mà biết được là chết. Ờ, chết thiệt. Ừ. Nhỏ xíu thôi mà kinh khủng lắm. Chứ để cái kia nó bự quá, ông tưởng nó là tôi còn hôn bả nữa. Đưa coi, nhỏ cỡ nào đưa coi. Trời ơi. Sao nó xanh lè vậy trời? Gì mà nhỏ cái gì bự hơn cái hôn hổm à. Thì bự mới khỏi hiểu lầm bự. Chết. Ủa sao chưa tới tới giờ tới phải, giờ phải phải điện thoại không điện thoại không điện thoại tôi điện thoại hả? Alo. Ba là con à hả? Chiều nay mấy con về sớm hả? 4 giờ hả? Được rồi. Ba nhớ mà nấu cơm mà. Cơm à. Sao chiều nay tụi nhỏ nó về sớm, 4 giờ nó về, chắc 3 giờ chắc mình về. Thôi yên tâm, đây băng qua đường hẹt cái mình về tới nhà rồi. Hai đứa hẹn nhau chơi riêng hả? Thật ừ. Bậy không à. Ông nói con ổng bữa nay về sớm cho nên mình phải về nhà sớm. Biết rồi, cho nó biết rồi. Alo. Của tôi. Alo. Mẹ nè. Trời ơi, đóng có chịu mấy tiền điện lên á con. Thôi mẹ biết rồi, mẹ sẽ không coi phim nữa đâu. Mẹ xin lỗi con nha. Nói gì ạ? Con tôi nó nói bữa nay tôi về sớm để nó mướn phim Hàn Quốc về cho tôi xem. Già đâu?
nào gần rụng hết răng rồi mà còn ăn kem. Không nên đâu. Nó muốn khuyên vậy cho tôi xem. Thì nói rồi đừng có ăn kem. Bà con tôi muốn phim cái tivi này đó, cái đầu máy này, chút cái đĩa vô, cái tấm làm sao cái muốn cho xem. À nó mời bà đóng phim hoặc quá hả? Trời đất ơi, tôi búa ốc vô mày luôn trời, tôi tức quá trời luôn mày nữa. Tự làm cái tivi này, đóng phim, xem phim, hiểu không? Mua hả? Nói chuyện giáo thiệt, nói gì không? Hào tốn. Xé tan thành hết trơn hả? Thôi để tao ghi đi. Trời ơi, làm bạn với mày cũng thiệt. Vừa tức mà vừa giận mà vừa thương. Đâu? Biết rồi, ghi chi? Ghi sao, không ghi sao hiểu? Thì bởi kia mới hiểu nè. Trời đất ơi. Muốn phim gì cho bà xem. Vậy đi. Thà vậy. Alo. Con hả, con nào? Alo. Ba nè. Ba mày dẫn gái về nhà hả? Cái dạ. Không có. Tại bữa nay ba bệnh, giọng ba yếu ớt thì con nghe con tưởng như con gái mà. Được rồi ba biết mà. Ba con cấp ngang ha. Cấp rồi. Ha. Con ổng điện về điện hỏi cái tôi báo. Nó mới ổng ngồi đó kệ ổng mắc mới gì bà mắc ổng. Trời. Điện thoại này của tôi. Điện thoại này của ổng. Bắt alo, bắt lộn. Lộn. Hiểu không? Lộn. Biết rồi. Điện thoại bà màu trắng, điện thoại ông màu đỏ. Xong bà cầm điện thoại ông bà muốn chơi cho đã nha. Đúng rồi. Lâu lắm là không nhảy đầm nó thì đợi chồng nhảy hả? Trời ơi mệt quá. Hai anh tới rồi đó hả? Em đeo hứa hồn phải không? Trời ơi cũng này lâu rồi mà bữa nay mới có dịp bận đó chứ. Trời ngồi ngồi lầm lấy một bà quân. Đâu
đốt đèn cây đi. Đèn cây, đèn cây. Ủa sao số 10 không vậy? Trời đất ơi, thì là 10, 23, 40, 60 tuổi. À, 60 ha. 60 tuổi. 10 tuổi, 2, 3, 4, là đúng rồi. Đúng rồi, 60. Thì thấy là biết đúng rồi. Bây giờ nè, nhắm mắt lại, cầu nguyện đi, rồi thổi đèn cây. Rồi. Chuẩn bị nha, tôi đếm á. Ừ. 1, 2. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Bà thổi chứ phải ông thổi đâu. Hả hả? Bà thổi. Sinh nhật tôi, tôi thổi. Đốt lại. Bà đưa thổi hả? Một bên nè. Trời ơi. Không đem giấy hả? Không có giấy, sinh nhật đem giấy làm gì? Chết mẹ rồi. Cảm ơn hai người nha. Cảm ơn á hả? À, cảm ơn. Cảm ơn nhờ vậy mà vui á hả? Đúng. Trời ơi tầm bậy. Mình vui là vui chung mà. Ừ. Tôi cũng có hai người tôi mới vui. Bây giờ thổi rồi mình hát đi. Đúng rồi, hát đi. Được không? Hát bài gì? Hát hát. Hát hả? Tôi hát cho. Tao hát hả? À, bài gì? Hát bài này ý nghĩa lắm à. Ý nghĩa hả? Ngày xưa ca sĩ mà. Giờ hết nghe được rồi thôi. Được đi. Tôi lấy cái tay này nghe rõ hơn nè. Được đi. Bài gì? Được rồi. Được rồi hả? Mưa mùa xuân sang, mẹ tôi nó già thêm. Hình như nó lật hả? Cái đàn tôi nó cũng không bảo đảm. Lỗ tai em cũng không bảo đảm mà tao khỏi hát. Sinh nhật, hát bài Happy Birthday đi. Happy Birthday đi. Happy Birthday hả? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ông hát đâm quá đi. Không có nghe đàn. Vui quá. Tôi có đàn đâu nghe. Thôi bây giờ mình làm gì nữa. Thôi giờ cắt bánh ăn nghe. Ừ. Cắt bánh này tôi chịu rồi, tôi chờ lâu cắt lắm bánh rồi. Ăn á. Bánh này tôi ăn hết á. Muốn ăn phải không? Không nghe được nhưng mà thấy con mắt thèm thuồng. Thấy gốm mạch thù lù ăn ba cái này vô tiểu đường đó ông. Từ từ đây ngồi nói chuyện đã. Tôi á, tôi nói vậy, mình còn thời gian nhiều. Tôi còn thiếu nợ hai anh vì cái chuyện sinh nhật á. Sao vậy? Tôi còn nói bài nghe. Ngày mai chắc tôi phải về quê với vợ chồng rồi. Con tôi đã làm việc thất bại, làm phá sản, bán nhà rồi, cho nên ngày mai tôi phải về quê. Hả? Thôi mai ông về quê, con cái làm ăn phá sản rồi ông phải về quê. Về quê hả? Về quê vậy hả?
bỏ bà mình hả? Còn ông mà. Ừ, còn có ông mà. Rồi, dài dài muốn ông lên phải không? Ông ơi, ông ơi, tôi đi rồi. Ông đi đâu? Đi với con tôi. Đi đâu? Đi sức ngoài. Ờ, đúng rồi. Sao bố nó không đi mà? Con gái giờ nó lớn, theo nó chứ. Già ở đây, ở với ai? Sao bây giờ hai ông mới nói chuyện này cho tôi biết? Tại vì muốn cho bà có một cái sự nghiệp hết rồi. Cái nỗi gì mà vui? Nói cái chuyện này ra còn gì nữa mà vui? Đồng hồ nó kêu rồi. Cái gì? Đồng hồ nó kêu. Tôi phải gì à? Tôi phải gì à? Tôi cũng vậy. Có gì gặp lại sao? Đừng không. Đừng đi. Trời ơi, họ ở lại với. Giờ muốn đọc cũng đọc không được rồi.
Biết rồi, ông giữ gìn sức khỏe nghe, tôi vui mà.